320 hộp thuốc Tây bao gồm thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng nhập lậu đã bị đội quản lý thị trường số 2 thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tịch thu trong quá trình kiểm tra. Đây là lô hàng do bà Lê Thị Bích Thủy có địa chỉ tại số 52, 54, Hải Thượng Lãng Ông, thị trấn Liên Nghĩa Huyện Đức Trọng kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, 320 hộp chứa thuốc Tây và thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Umetin, Vohetin, Unires, Baratucle, Tavanietenifo, Blesconho có trị giá 23.500.000 đồng, đều là hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ. Toàn bộ số tăng vật đã bị đội quản lý thị trường số 2 tịch thu để tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chi cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh của bà Lê Thị Bích Thủy số tiền 15 triệu đồng. Tài xế taxi Mai Linh, Bùi Quốc Khánh, sinh năm 1975, điều khiển xe biển số 51F25887, cho biết trong quá trình lưu thông từ Brent về Đà Lạt, đến khu vực lưu lượng phương tiện đông nên anh Khánh chạy từ từ và dừng lại cho các phương tiện ngược chiều đi qua. Đến lúc này, có 4 thanh niên nam nữ điều khiển 2 xe máy đi sau. Do không quan sát đã đâm vào đuôi xe taxi. Vừa mở cửa xe xuống, anh Khánh đã bị nhóm thanh niên này lao vào đánh và dùng tua vít dài đâm nhiều nhát.